chào quý anh chị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung. Hôm nay ngày 27 tháng 10 năm 2019 thì Đức Trung lên sóng một cái mẫu xe cho quý vị anh chị các bạn ta cùng được trải nghiệm. Thì đó là chiếc Nissan Sunny được sản xuất năm 2013 và đăng ký lần đầu năm 2014, có cái nước sơn màu bạc phiên bản số tự động. Và được xe thì được trang bị phanh ABS, túi khí và rất nhiều các cái tiện ích khác, ví dụ như là vô lăng thì tích hợp các cái phím, rồi là màn hình cam lùi, la răng đúc nguyên bản. Bên Đức Trung thì chuyên mua bán và trao đổi tất cả các cái dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Trước mắt quý vị thì đây là một cái mẫu xe Nissan mà hiện nay đang hot ở trên thị trường, cũng rất nhiều khách hàng hỏi, thì hôm nay về Đức Trung lên sóng luôn cho quý vị anh chị các bạn xem. Quý vị anh chị các bạn mà quan tâm thì hãy gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn qua Zalo số điện thoại 0965 951 955. Quý vị anh chị các bạn mà mới xem video lần đầu thì hãy bấm vào nút đăng ký để ủng hộ cho Đức Trung, đồng thời là cũng cập nhật được các cái mẫu xe, đồng thời là cập nhật luôn được cái giá bán mà bên Đức Trung đang đề xuất. Xe thì còn khá là đẹp. Quý vị anh chị các bạn ta quan sát cái phần ngoại thất trước, sơn xi thì rất là đẹp, sạch sẽ, không hề có sứt sát hoặc là nó bị cũ, nước sơn của nó rất là sáng bóng. Sau đấy Đức Trung sẽ quay sát để cho quý vị anh chị các bạn ta quan sát từng bộ phận. Đầu tiên là cái cặp đèn pha này, toàn bộ cái form phần đầu của xe, lưới tản nhiệt, logo xe thì được mang biển của tỉnh Nghệ An 37A 40934. Đây là cái cụm đèn pha bên phụ cũng như là cái đèn gầm này. Mặt ca lăng thì cũng được nghiền một cái lớp mạ chrome rất là sáng bóng, cũng như logo Nissan rất là đẹp. Ta quan sát cái lốp đằng trước bên phụ, là răng đúc, vành đĩa, xi nhan tích hợp sườn. Rồi đăng kiểm thì còn rất là dài, tận đến tháng 3 năm 2021. Từ các cái chổi gạt mưa của nó cũng trông rất là xịn nhỉ. Chổi gạt mưa của nó rất là chuẩn, gạt nó sạch. Xe thì được trang bị vè mưa này. Các cái tay cửa thì cũng được mạ chrome sáng bóng, sơn xi nó quá là đẹp, bóng nhá. Các cái đường lắp ghép rất là đều, khít. Ta quan sát cái lốp sau bên phụ, lốp thì còn khá là mới, là răng đúc, phanh sau là phải tăng chống. Cụm đèn hậu bên phụ, logo camera lùi, cụm đèn hậu bên lái đây, lốp, toàn bộ cái cơ cấu của cái bánh cụm đằng sau bên lái, nắp bình nhiên liệu, tay cửa thì là vè mưa, sơn xi thì rất là sáng sạch và bóng. Xi nhan sườn, cái cụm lốp lái đặt trước, là răng đúc phanh đĩa. Ta đi vào cái phần nội thất của xe. Xe thì được trang bị bộ ghế da màu kem, táp lô táp ly thì cũng màu kem luôn.
màn hình, số tự động, phanh tay, hộp tì tay, vô lăng. Vô lăng thì có tích hợp các cái phím bấm ở trên vô lăng, rồi có cả túi khí cho tài xế đây. Gương kính chỉnh điện, kính điện này, tất cả các cái móc cửa cũng như là hõm cửa này, cái phần sơn, phần nhựa và phần vách lì này còn khá là đẹp. Xe thì keo chỉ còn zin 100%, cam kết với quý vị anh chị các bạn là cột kèo keo chỉ là zin 100%, xe thì không đâm va, không ngập nước. Quan sát luôn các cái phần đinh bấm của nhà máy. Ta quan sát cái hàng ghế thứ hai, ghế da xịn, chưa hề bị nhàu, chưa hề bị sờn rách. Được cửa gió rồi quạt gió cho hàng ghế thứ hai. Trần lý nguyên bản rất là sạch đẹp. Đây là phần táp ly cánh cửa đằng sau bên lái, toàn bộ các cái phần keo chỉ, rồi là tầng tất cả mọi thứ thì vẫn còn rất là mới. Ta quan sát cái phần đinh bấm của cột kèo, có cái khung cửa đằng sau bên lái. Đây là toàn bộ cái phần cốp đựng đồ của chiếc Nissan Sunny sản xuất năm 2013, đăng ký lần đầu năm 2014. Cốp thì rất là rộng rãi. Tất cả các cái phần vách cũng như là cái phần sàn này cũng cực kỳ là mới đẹp. Người ta quan sát tất cả các cơ cấu, từ cơ cấu bản lề và keo chỉ, phần sơn, phần lỉ, phần móc khóa. Xe thì cực kỳ là đẹp. Cam kết với quý anh chị của các bạn là xe thì không một lỗi nhỏ. Đây là toàn bộ cái cánh đằng sau và bên phụ. Ta quan sát luôn các cái phần đinh bấm của nhà máy này. Đây là toàn bộ cái phần cánh của đằng trước bên phụ. Gioăng keo rồi sơn nhựa, vách lì còn rất là mới đẹp, từ các cái hõm cửa, rồi các cái móc cửa, phím lưng hạ kính, độ sần của các cái phần ốp nhựa quá đẹp luôn. Cái keo chỉ rồi cũng như là các cái mũi tạo nên cái độ cứng của gân gờ. Ta kiểm tra luôn cái đinh bấm của nhà máy. Toàn bộ các cái phần đinh bấm của nhà máy thì vẫn còn rất là rõ nét. Quý anh chị, các bạn khi xem xe thì ta xem thật chi tiết các cái phần này. Vâng, đây là toàn bộ cái phần khoang động cơ của chiếc Nissan sản xuất năm 2013, Nissan Sunny. Xe thì được trang bị động cơ 1.6 và mức tiêu hao nhiên liệu tầm khoảng độ 8 lít trên 100 cây. Và động cơ Nissan là một trong những cái động cơ mà rất là bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Thì da của động cơ thì còn rất là sáng, các cái chi tiết còn rất là mới. Cụm phanh ABS này cực kỳ an toàn. Tất cả các cái phần cổ hút cũng như là các cái hệ thống dây điện, các cái cụm giảm sóc, hộp đen, các cái cơ cấu giằng đầu,
mời quý vị anh chị các bạn xem luôn các cái phần lắp capo này, vẫn keo chỉ vẫn còn zin nguyên này, keo chỉ chưa bị mất một phân này. Một chiếc xe khá là chất. Vâng ạ, chiếc xe Nissan Sunny sản xuất năm 2013 bên Đức Trung đang chào bán với giá là 345 triệu. Vâng, 345 triệu là bao rút hồ sơ và bao vận chuyển cho quý anh chị cùng các bạn. Quý anh chị các bạn mà ưng con xe này thì hãy nhanh tay bấm số điện thoại 0965 951 955 để ta chốt chiếc xe này. Xe thì có cái phần nội ngoại thất thì còn rất là mới, điều hòa mát, máy gầm thì cực chất, 4 lốp mới, vâng, lốp dự phòng cũng còn rất là tốt. Đức Trung quay lại một vòng cho quý vị anh chị các bạn xem, sau đó ta sẽ lên trên xe để ta kiểm tra tất cả các phím chức năng trên xe. Động cơ thì đã hoạt động, điều hòa cũng rất là mát. Ta kiểm tra luôn cái phần cam lùi. Cam lùi thì rất là rõ nét. Hệ thống gạt mưa rất là đẹp. Hệ thống đèn pha cốt cũng ok. Chúng ta kiểm tra cái phần gương điện. Gương thì cũng tích hợp luôn cái gương cầu lồi để cái góc quan sát nó được rộng hơn. Mọi chức năng của xe thì vẫn hoạt động rất là tốt. Xin cảm ơn quý vị anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các video lần sau.